Để rồi Egypt đây rồi. Có Egypt, bên kia Roman hit sang. À bên mình là Roman. Bên kia Roman hit sang Pan. Roman hit sang Pan. Chắc treo rồi. Lại tứ tuyển, bên mình có Max C Egypt à. Xem một lượt. Phonesian của nguồn mong manh. Tom của Rui cầm Greg. Max C của Hồng Anh. Vậy là một Greg, một Max C, Egypt và Pho. Đó, bên phía bên mình. Bên kia thì Roman hit sang Pan. Roman hit sang và Pan. Max C nằm đâu nhỉ? Đây là Greg. Còn Pho. Đây Max C đây. Max C nằm đầu cánh của màu 2. Vậy như vậy cánh phía bên này là Max C đầu cánh của Egypt. Và tôi hy vọng là Hitty nằm cánh phía bên kia đi, để cho Max C có đất diễn ở cánh phía bên này. Bên này là ông Sang nằm trong cánh. Còn ông Pa nằm đầu cánh đi, để Max C dummy. Nếu sắp xếp như vậy thì Max C vẫn còn đất diễn thôi. Mặc dù bên phía đội bạn có hit. Bài của game thủ Hồng Anh đang rất đẹp. Đang có hiêu voi đây rồi. Thiếu bãi quả thôi. Và gỗ đầu cũng gần. Chuyển qua mảnh máy khác. Mảnh máy của game thủ Greg. Đang đá hiêu rồi. Tiểu Bạch Long có bầy hiêu kép. Có khá nhiều rừng. Có vực ở đây à? Hy vọng là không, không kín. À không được. Vậy là vẫn được. Bài của Tiểu Bạch Long là có thể không rộng ra được. Cạnh cánh vực và cạnh cái vực và rừng sẽ là BB BM. Còn lại là đóng nhà A lui lên phía trên phía bên này. Cũng được thôi. Mảnh máy của game thủ Hồng Anh đi. Hồng Anh tôi thấy là 3 voi thì phải. Ngoại rồi, 3 voi. Bầy hiêu đầu cũng là bầy hiêu to. Một bầy hiêu 7 con. Bé thì cũng đã đóng rồi. Giờ tôi chỉ cần bên phía cánh này là Sang và Pan. Và bài Pan nghiệt thì Hồng Anh hoàn toàn có thể cân đôi được. Kích đời của bài kích ở 656 với 22 dân của Max C. Rất sớm. Có lẽ Hồng Anh chỉ ép trần lực 7 con yêu và 3 con voi thì thôi. Không đi dò thêm nữa. Đánh 22 dân là chuẩn chỉ rồi. Bãi vàng đã có rồi. Giờ thì tập trung ép thực, ép gỗ. Đường gỗ cũng đủ rồi. Đảo qua các mảnh máy khác trước khi quay trở lại với game thủ Hồng Anh. Tom Cruise 25 dân. Xem bài nào. Đóng S ăn một bầy hiếu 4 con. Gunny màu 2 nào. Màu 2 cũng 3 voi lùa về. Bầy hiêu. Gỗ đầu là rất gần, bạn thấy là Egypt. Còn nguyên một cây gỗ 75 mà Gunny chưa chặt. Chứng tỏ ở bài mà Gunny rất nhiều cây gỗ gần. Đẹp. Thế bài đẹp của Egypt. Ui còn voi nữa này. Mát quá. Lực là mắc binh luôn. Tiểu Bạch Long nào. Anh Tiểu Bạch Long. Cái mặt trên thì anh đã cơ cấu chưa nhỉ? Mặt trên cánh vực và rừng dừa thì chắc cơ cấu rồi thôi. Mà không, hình như là anh đang muốn quay quanh nhà chính rồi. Không bo bế rộng mà bo bế hẹp lại. Rồi, vậy là như này thì vẫn được. Cơ cấu vẫn chuẩn. Đang ăn 2 bầy hiêu
một bầy hươu kép và một bầy hươu ăn chanh phía trên thôi. Có lẽ lực nó sẽ yếu thôi. Lên đời xong thì xin Gunny chăm thực. Gunny bài rất khỏe. Khả năng tiểu Bạch Long đấy. Rồi. Bị chọc luôn này. Thôi quay sang Hồng Anh, Hồng Anh. Quên mất đấy, Hồng Anh nào. Gặp nhà một nào cho em. 23 trên 24 gặp nhà 18 Hoàng Mai Nhi. Con giò đang đợi cái giáp. Hình như đang đợi giáp thì phải. Không. Vậy là đợi chém. Nhi nhí nhảnh cầm gì đây? Là một dân. 18 đóng 1L à? Con giò đầy đủ công giáp của game thủ Hoàng Mai Nhi. Chém đang đến rồi. Một tám đang giật hết vào cái lỗ này. Đang chui hết vào lỗ. Bao bì bãi vàng luôn em ơi. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Không như vậy là có một con lạc đà đứng thủ. Hai con chém vào. Vào. Vẫn vào được. Vẫn vào được. Vào. Vào được. Vào, vào, vào. Rồi. Vậy là không vào. Màu 8 đang trần lực đánh thủ. Đóng y luôn sao. Tom Cruise là Greg 28. À quên 25. Phonesian. Bị ông màu 5 chém. Bây giờ có cả cung T của màu 6. Lan nữa thôi thì có cả chém cả cung R. Cung T hit. Quay lại với Hồng Anh. Hồng Anh đang đóng một y thủ. Bây giờ thì lọt được vào cái hốc này, vào cái lỗ này của 18 thì tươi này. 18 vẫn đang đánh thủ. Ui ôi, nhà 18 có bãi quả mà không ăn này. Vẫn chưa chém được gì nhiều cả. Vẫn chủ yếu là đi quanh quẩn quanh nhà 18 thôi. Bây giờ thì cần y vào. Màu 7 bắt đầu đẩy cung rồi. Lại thấy là quanh nhà 18 còn rất nhiều đồ ăn. Và nhìn những ảnh không ăn. Hơi khoai. Bài màu 7 cũng xấu thôi. Bài màu 7 là một bài rất rộng mà không thể bo bế được vào. Chuyển qua mảnh máy của game thủ Gunny nào. Gunny 46 trên 56. Bắt đầu đẩy tên cung R đầu ra. Đây là những con cung R của Egypt. Đã có giáp rồi. Một cái hốc rất đẹp của Egypt. Có Ken được E. Không như vậy là không Ken được E. Và Gunny cũng đang rất chắc cốp. Bo luôn E chỗ đó lại. Mảnh máy khác. Mảnh máy của game thủ Tom. Anh Tôm đóng y thủ. Chủ động đóng đánh thủ rồi. Mảnh máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Phonesian 25 trên 72. Bây giờ cung R hit nó đẩy ra thì cũng chịu rồi. Bắt đầu vơ dần chạy rồi. Rồi quay lại với Hồng Anh nào. Hồng Anh đã đâm được gì chưa? Bài ăn hoang của màu 8 này. Màu 8 bật chế độ ăn hoang khi mà những con y Max C đã đẩy ra. Quay trở lại cái Gunny. Màu 5 đang lọt một tên ảo vào nhà Gunny khi hướng từ nhà của game thủ Hồng Anh sang là vẫn hở. Bên phía bên này thì Gunny vẫn chưa đẩy được cung nhiều. Vẫn đang chủ động phải thủ nhà trước những con chém của màu 5 bên lớp. Bây giờ có cả lạc đà màu 8 này. Thôi quay lại anh ơi. Quay lại. Quay sang Tôm tí nào. Tôm thằng lại 3x đi. Tôm thằng lại 24 rồi. Khó rồi.
Hồng Anh. Hồng Anh đang đâm y tốt vào nhà mùa 7. Ui, ui sao Hồng Anh đánh hay vậy. Có vài con y thôi. Có 5 con y và 2 con chém. Ui, chơi được hết bãi ruộng của game thủ Quýt rồi này. Quýt đang để tâm đi đâu nhỉ? Lủng hết nhà Quýt rồi. Và mùa 7 chưa đẩy được cung đi xa đâu, vẫn đang phải giật cung về rỉa y thôi. Gunny thủ được tốt những con chém nữa là được rồi. Thôi như vậy là Hồng Anh cũng sơ múi được nhà màu 7 rồi. Quay lại với nhà của Gunny. Gunny 61/68 phải sang cứu nhà của Greg Tom sao? Sang anh Tom. Anh Tom ơi. Ủa anh Tom ơi. Sao nhiều nhà ốp anh Tom vậy? Thôi thôi. Thôi thôi. Như vậy là lại đi sai ở quân là quá xấu. Bên phía đội bạn liên tục là 4 quân tuyển. Toàn sang, toàn hit, toàn pan. Chịu rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi đến trận đấu chung kết của Hà Nội thôi. Và dường như hôm nay mà trận chung kết đầu tiên. Dường như là trận chung kết đầu tiên.